Dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội với mục tiêu xây dựng bệnh viện chuyên khoa nhi chất lượng cao, công nghệ kỹ thuật tiên tiến và chuyên sâu. Đây là bệnh viện nhi đầu tiên của thành phố được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện nhi trung ương và các tỉnh lân cận. Sau gần 2 năm chuẩn bị và thi công, sáng qua công trình bệnh viện nhi Hà Nội đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Bệnh viện Nhi Hà Nội là bệnh viện đa khoa chuyên ngành nhi đầu tiên của thành phố, có 24 chuyên khoa, mũi nhọn chuyên sâu. Hiện bệnh viện đã hoàn tất các hạng mục và đưa vào hoạt động các khoa phòng. Khu vực phòng mổ với 11 phòng trang bị hiện đại, thực hiện các kỹ thuật gây mê, giảm đau, đa mô thức, phẫu thuật tiêu hóa, thận tiết niệu, các phẫu thuật chỉnh hình hay liên quan đến tai mũi họng, răng hàm mặt. Ngay trong buổi sáng ngày 9 tháng 10, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, sốt, đau bụng. Trong đó, 5 trẻ được tiến hành phẫu thuật. Bắt đầu đưa vào hoạt động khoa khám bệnh từ ngày 5 tháng 10, đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám chữa bệnh ngoại trú.